Xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Hôm nay Thái Học xin phép gửi đến cho cô chú anh chị mẫu xe Toyota Yaris. Xe này được sản xuất vào năm 2019, đi 20.000 cây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe màu đỏ, nội thất kem nha cô chú anh chị. Xe này là một dòng xe phân khúc hạng B, cùng phân khúc với lại Vios, nhưng mà xe này là xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan và là chiếc xe hatchback nha cô chú anh chị. Xe này là xe 5 cửa. Và học sinh giới thiệu về xe này. Về phần hông xe thì chúng ta sẽ có tay nắm cửa mạ rơm, có nút bấm. Mâm xe là mâm hộp kim nhôm phay. Phần đầu xe thì chúng ta sẽ có đèn cụm đèn pha và projector, ánh sáng tự động, điều chỉnh tự động nha cô chú anh chị. Đối với phiên bản Yaris thì chúng ta nhìn cái đầu nó giống Vios nhưng mà thật chắc là không phải nha các bạn. Về phần lưới tản nhiệt phía trước nó tạo ra nhiều cái hình găng guốc hơn cái chiếc xe Việt Nam chúng ta, đó là Vios. Giống như kiểu là Vios là nữ còn xe này là nam vậy quý vị. Kể cả cái phần đèn gầm cũng vậy ha cô chú anh chị. Ở đây nó có thêm nhiều cái nếp gấp nè. Nói chung là sản phẩm này là sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan nguyên chiếc nha quý vị. Nó có hình hài hầu như là giống nhưng mà thật chắc nó sẽ khác đi một vài nét nha quý vị. Chẳng hạn giống như mâm hộp kim nhôm nè. Thì xe chúng ta sẽ không có hộp kim nhôm phay. Còn Yaris là từ xưa tới giờ nó là hộp kim nhôm phay. Dạ còn phần nội thất thì xe Yaris cũng như Vios cũng là mẫu xe Vios bản cao thì nó cũng như như vậy nha quý vị. Ghế da màu kem đục lỗ nè. Hệ thống lạnh tự động nè, hộp số CVT nè, đời bằng nút bấm nè. Quý vị thấy không ạ? Hệ động thông minh. Nhưng mà đối với Vigo thì Yaris thì chúng ta sẽ có cái chằn màu đen trông rất là mạnh mẽ. Xe này rất phù hợp cho quý chị em phụ nữ nè, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở nơi đông đúc thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đi Vios. Chiếc xe này nó nếu mà chạy thì học nghĩ nó sẽ linh hoạt hơn cái chiếc Vios nha các bạn. Tại vì chiếc xe này là chiếc xe hatchback, thật sự là chiếc xe hatchback thì chúng ta nó sẽ ngắn hơn chiếc xe sedan. Nó sẽ linh động hơn về bán kính quay vòng nè, và đặc biệt là nhìn nó rất là lanh. Quý vị. Còn đây là phần đuôi xe. Đuôi xe thì phần đèn top nó cũng là đèn led nha cô chú anh chị. Yaris 2019 có giá là 630 triệu đồng. Cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiết kiệm ngay được 20 triệu tiền biển số. Vì xe này là xe biển số thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Dạ vâng, học sinh nhắc lại mẫu xe Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Xe màu đỏ, xe có giấy chứng nhận cam kết cho cô chú anh chị không đâm đụng, không ngập nước, không tô km, và xe có giấy chứng nhận của Toyota và được bảo hành cho cô chú anh chị 2 năm nữa, 2019-2020. Và sản phẩm này cũng km thì còn tới 100.000. Đi đã mới 20 thì còn tới 80.000. Cô chú anh chị yên tâm sử dụng nha. Cô chú anh chị nào cảm thấy phong phẩm này phù hợp hãy liên hệ cho Học với số điện thoại phía bên trên màn hình 0901224668 để được Học tư vấn và hỗ trợ cho cô chú anh chị cách tốt nhất nha cô chú anh chị. Dạ vâng, học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.